Việc phun thuốc từ trên không là một phần trong nỗ lực của chính quyền Florida để ngăn chặn virus Zika lây lan từ một khu vực của Miami, nơi hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh trong nước đã được phát hiện. Ông Thomas Frieden, giám đốc CDC, nói: "Sáng sớm hôm nay, người ta đã phun thuốc trên không lần đầu với hóa chất có tên là Nalet. Loại này giết chết muỗi trưởng thành." Ông Frieden cho biết việc phun bắt đầu từ hôm mùng 4 tháng 8 đã nhanh chóng diệt hầu hết các con muỗi trưởng thành mà việc phun thuốc ở mặt đất không thể tiếp cận được. Ông Biden cho biết, giới chức xử lý Zika một cách nghiêm túc vì đây là lần đầu tiên Mỹ có một căn bệnh do mũi truyền có thể gây dị tật bẩm sinh. Ông nói, điều mấu chốt là để bảo vệ phụ nữ mang thai. Ông Biden ca ngợi những nỗ lực của bang, xong cũng kêu gọi người dân làm phần mình. Ông nói, Ai cũng có thể làm điều gì đó. Như thống đốc đã nói, hãy loại bỏ nước đọng. Việc này không thể coi thường. Muỗi có thể sinh sản trong một cái nắp chai. Vì vậy, bạn phải loại bỏ bất cứ thứ gì có thể chứa nước tù đọng, như tách uống cà phê, thùng sơn, thùng chứa nước mưa, thùng rác không nắp che, các loại rác có thể chứa một chút nước đọng khi trời mưa. Tổng thống Obama hôm mùng 5 tháng 8 nói không có khả năng dịch Zika lan rộng ở Mỹ giống như những gì đã thấy ở Brazil và Puerto Rico. Ông nói các loại mũi có nhiều khả năng mang Zika chỉ có ở một số khu vực nhất định trong nước, nhưng chúng ta không thể tự mãn bởi vì chúng tôi tiên liệu sẽ có thêm các trường hợp nhiễm Zika. Trước đó, thống đốc Florida Rick Scott đã đến thăm cộng đồng Winwood ở phía bắc của Miami. Ở đó, hầu hết các ca nhiễm là do mũi đốt. Ông nói cả bang vẫn an toàn đối với du khách. Chúng tôi là một bang du lịch. Chúng tôi sẽ đón khoảng 110 triệu du khách trong năm nay. Chúng tôi là một bang an toàn. Thống đốc nhấn mạnh rằng Zika bị kiềm chế trong một khu vực rộng 2,5 km vuông.